Chào mừng em đã quay trở lại với channel mình và Mia Thành Easy đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Bose Master nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ở đây thì mình sẽ có được một cái món quà hàng ngày này. Và hôm nay thì mình sẽ nhận được thêm là 300 gold. Thì mình sẽ vào đây và xem là có thể là free chest, thêm hòm free ngày hôm nay. Ok, nó sẽ cho mình thêm 1.000 vàng. Cũng là được rồi. Mình sẽ vẽ computer đi và mình sẽ chọn ai đây. Cái con bóng chày này khá đẹp nhỉ. 10.000 đấy. Tiếp mình có thể mua cái con này, thằng này ném cưa này, cũng giá là 10.000 này. Mình sẽ mua thằng nào đây? Ông già Noel thì chắc không mua được rồi. 45.000. Mà chắc kia thì kiểu gì nó cũng cho mình free cho mà xem. Để mình sẽ xem nào. Mình có khá nhiều nhân vật, có cả cọ vẽ này. À, ném bánh mì, ném bánh mì. Nhìn ném bánh mì. Tiến sĩ khoa học điên các kiểu. Cái thằng này ném marshmallow đúng không? Ngoài tinh này, octopus, king octopus. Ném fish khỏe phết đấy. Thầy ném cá khỏe phết anh em. Rồi mình sẽ đánh thằng nào đây? Chắc mình sẽ chọn thằng ném ném cá đi. Choose và chúng ta sẽ vào thôi. Omen và Fernando. Fernando là cái thằng Mario 36m. 36m thì hôm nọ lần trước nhớ lâu lắm không chơi rồi quên mất góc rồi. 100% được vào 18 độ em nào. Ui, vẫn chính xác. Wow, vào ngay đầu kìa. Yes. Wow. Thằng này mất luôn cả tóc rồi này. 18 độ và 100% lực. Theo mình nghĩ là lên khoảng là 19 độ và 100% lực như thế này là vào đầu tiếp. Headshot. 20 21 độ gì đó. 20 21 độ gì đó nha. 21 độ đi. 21 độ kiểu gì phải vào đầu. Ném cá thu nào. Wow. Quá ngon. Quá là ngọt luôn đấy. Thật sự rất là rất là tốt. Quả ném quá là tốt luôn. Ok. Chúng ta sẽ được thêm tiền này. Skip thôi. Mình sẽ được bao tiền đây? 8.550 rồi. Mình sẽ quáng cầy lên một chút. Thằng này mình chưa mua vội. Ném bánh mì này. Ném rùa này. Thật ra thì thằng Mario ném rùa này thì mình cũng ít chơi. Fernando Super Mario. Ông già đúng không? Đây có ông già. Ném rùa khả năng 36m. Ở tầm dưới thì mình nghĩ tầm khoảng là 14-15 độ gì đó như thế này đi. Ui giời, mạnh thế nhờ. Tầm 10 độ thôi. Thùng rác, ui. Thùng rác vàng này khỏe lắm. 10 độ hoặc 11 độ gì đó. 11 độ này. Vẫn mạnh quá nhờ. Chắc là tầm 10 hoặc 9 độ. Thằng này ném cũng tệ mà. Ôi. Cái con sứa nó bay tận đây kìa. 9 độ thôi em. 9 độ. 9 độ là chuẩn xác đấy. 9 độ. Ôi. Cái con rùa không ngờ nó khỏe thế nhở. Mình chưa từng nghĩ con rùa nó khỏe thế. Thôi xong rồi, xong rồi. Một vấn đề là bây giờ là ta mất góc rồi. Mất góc rồi đây. Mình sẽ khoảng là góc 30 độ và 70 lực đi. Góc 30 độ và 70 lực. Vẫn chưa tới được. Góc 30 độ và khoảng là 80 lực thì sẽ trúng được cái thằng già lão già này. Ồ. Oh. Quả dưa hấu nó vào đầu thì chết luôn này. Chúng ta sẽ góc 30 độ và 80 lực. Đấy, dễ tính. Như thế này đây. 80 độ và góc 30 độ. À, úi dồi, chết luôn kìa. Đẹp. Quả đẹp đấy. Rất rất đẹp luôn. 80 lực thôi anh em. Cho chỉ cần cho 80 lực thôi. Và góc 30 độ là chuẩn xác luôn này. Oh, oh man. Từ. 29 thì chắc là vào người thôi. Vào chân à. Không được headshot nhờ. Headshot sẽ được thưởng nhiều vàng hơn đấy. 8650. Mình còn thiếu hơn 1.000 thôi là mình sẽ đủ mua được một con mới. 300 này. Tổng cộng là 8900. Vẫn chưa đủ nhỉ. Bird Hunt đi hay săn Bird Hunt. Online PVP. Và mình cứ đấu vài trận đi á. Choose King Octopus. Ném cá chơi rồi. Selfie điện thoại đi. Lúc đó không chơi vào.
cảm giác phết. Cyberstar, Cyberstar 34m thì 100% lực và góc 12 độ. Tí thì chết nhá. 100% lực và góc 10 độ. Wow. Và góc 11 độ là chính xác luôn. Headshot. Nổ yếu quá còn không bằng cái con rùa. Ơi giời. Trời ơi. Góc 11, 12 độ gì đó. 11 độ. Đó. Headshot. Hay lắm. Finish. Finish him. Nào. Góc 11 độ như thế này đây. Lại còn không chết. Winner, winner. Đó, cháy anh than rồi. Fatality. Fatality. Winner. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ còn khoảng là 800 thôi. Cố lên nào. Cố lên 800 thôi là ta sẽ có con mới. Không, không chọn này đâu. Chúng ta sẽ chọn mấy nhân vật cổ điển, phi cánh quạt này, phi công trẻ đây. Phi công trẻ và đối đầu với Santa Claus, ông già Noel, ông già tuyết. 44m. Và chúng ta sẽ để cho nó tầm khoảng 13, 14 đẹp đấy. Đây rồi, hay rồi. Headshot, toàn headshot này thì bông tuyết không trúng được đâu. Như thế này này, ông già ơi, đẹp thế nhờ. Chuẩn, chuẩn, nó quá chuẩn. Quá chuẩn. Như thế này đây. Lại còn không chuẩn đi. Quá chuẩn. Mất hết sạch da luôn à. Phải nói là cánh quạt bá cháy nhờ. 9410 này. 9610 rồi. 9660. Chúng ta đánh chắc khoảng tầm khoảng 1-2 trận nữa thôi là ta sẽ thắng được. Neko. Đây mình chơi này đi. Champion Spear. Vô địch ném giáo à. Nhà vô địch ném giáo đây. Trên Mario. Ném giáo. Cự ly ném giáo đó chính là 40m và 100% lực. Toang. Hình như góc cao quá. Cảm như góc cao quá đúng không? 19 độ thì tầm khoảng 15 thôi. Vẫn không trúng, tại sao vậy? Thì giảm xuống 10 thôi. Nó trúng rồi. Gãy chân này. Gãy chân này em. Rồi ơi, lên khoảng 12 độ thì nó sẽ trúng luôn vào phần đầu của cái thằng Fernando này. Ôi giời. Gần chết. Đừng chết. Đừng chết anh ơi. Headshot. Không chết. Trời. Trận này mình xịt rồi. Xịt đi. Xịt rồi, hay lắm. Hay lắm, mình đỡ phải đánh lại đúng không? Này, này thì headshot. Win. Finish him. Trận này mình sẽ được thêm tiền rồi. 14 nhỉ? 14. 14 này. Wow. Xương từ đâu ra vậy? Tởm quá, sợ tởm quá. Rồi mình sẽ được ok. Lại có quảng cáo này, cái quảng cáo Facebook thì không bỏ qua được. Chúng ta phải đợi thôi. Skip không skip được ấy, phải đợi nó chạy hết cái đống này thì chúng ta mới có thể next qua được. Nào, chuẩn bị nha, ta sẽ tắt cái này đi nha. Nào, 1 2 3. Tắt chưa ta? Đây, bây giờ mình tắt được. Win. Đây rồi, có tiền rồi, mua nhân vật mới. Try has. Rồi, vẽ computer. Choose. Ok. Giống Harley Quinn nhỉ? Con này giống Harley Quinn ở trong biệt đội cảm tử vậy. Ném bánh mì. Bom này nổ khá thốn. 8 thôi. Ôi, mạnh thế, mình đứng trên cao à? Có phải mình đứng trên cao ném bánh mì rồi. Ăn cho bánh mì vào mồm rồi. 9 thôi. Cũng không được kìa.
Vấn đề là mình quá mạnh ra. Bảy hoặc là sáu ấy. Sáu là vừa đẹp này. Bom. Bom nổ à? Bảy đi. Ghê. Bảy đi em ơi. Nào cho bảy nha. Chúng ta cho bảy độ như thế này đây. Bảy độ này. Bom. Headshot. Ủa. Vỡ mồm này. Vỡ mồm này. Finish. Nào nào nào. Bảy hoặc là tám gì đó. Tám đi. Ồ, nó ăn quả bom mà. Ui. Wow. Thầy ăn luôn cả bom vào mồm ạ. Ai da. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Trận này khá quá hay luôn. Mình có thể sử dụng con mèo này thôi. Mình sẽ choose. Ok. Đánh anh con này hay. Ném bom của ấy thấm vãi trưởng luôn. Đánh nhau với Dracula. Dracula phải mua tiền này. 39 mét thì theo mình nghĩ chắc tầm khoảng 10 độ. Như thế này là được. Oh, 11 độ đi. 11 độ đi. 11 độ nhá. 11 khoảng 12 độ gì đó. 12 độ là chuẩn đấy. 12 độ là quá chuẩn luôn. Cứ cho vào mồm thôi. Để nó ăn nó nổ đi. Oh, headshot, headshot. Ai da. 13 độ là quá chuẩn. 13 độ. Hai phát là chết thôi. 14, 15 gì đó. Hy vọng nó sẽ nổ vào giữa người. Oh, 14, 14. 14 độ này. Yeah, đây rồi. Nổ. Rồi. Quá đẹp. Quá đẹp. Thêm 50 gold nữa chúng ta. Hay tuyệt vời. Vậy lúa rồi. Chúng ta lại phải cần xem quảng cáo. Cái này chơi thì ít mà xem quảng cáo thì nhiều. Nào, chúng ta sẽ đợi một chút nha. À đây, có cái X này đúng không? X nó lấp đi ạ. Skip, skip. Ok. Như mất tiếng à? Sao thế mất tiếng rồi đấy? Cái gì ấy? Sao mất tiếng vậy ta? Ok thôi, mất tiếng kệ thôi. Chúng ta sẽ chơi con khác đi. Đã chơi hai con này rồi. Ném búa này. Ném cờ này. Bắn cung này. Ném ấy đi, máy chơi game đi. Game Pass. Tại sao thì mất tiếng nhỉ? Rồi, mình sẽ đối đầu với người ngoài hành tinh. Cái con người ngoài hành tinh này khá là khó đánh. Thật sự mình không biết đánh luôn đấy. 11 độ. Ồ, không được. Ý nhất là phải 12 độ để nó vòng qua cái này đã. 12, 13 độ. Nó sẽ giật điện. Đấy, 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 đấy. Thấm nhờ. Thấm vãi trưởng à. Như thế này đấy. Như thế này đây, máy chơi game. Máy chơi game nó phải giật điện cơ thì nó mới khỏe. Chứ nếu không giật điện thì không ấy được. Thôi. Thôi 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 rồi. 16, 17 độ gì đó. 17 độ như thế này đây. Không được ấy chứ. Phải cho giật điện. Và nó rơi xuống thì nó cực khỏe. Thôi chắc tôi đài rồi. Shit, hay thế nhờ. Cho hẳn 19 đi. 19 này. Đấy, giật điện như thế chứ. Ấn cái giật điện cái mới được. 20, 21 gì đấy đi. Nó còn rơi đầu một phát nữa. Đừng trúng mà được. Ghê vậy, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Chỉ còn một đòn thôi. 20, 21 độ, 21 độ đây. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đã chết. Thành công giật điện xong. Finish. Hay hay. Nó quay hay. 22 độ. 22 độ. Và bắt đầu ném Game Park. Trò chơi điện tử này. Cháy than. Winner. Ok. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp. Bye bye.